ngày càng phức tạp hơn. Theo dự báo, chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời và quyết liệt. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Chúng tôi xin trích đọc một số nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thành phố để tổ chức và công dân thực hiện như sau. 1. Để đảm bảo an toàn, nhất là thời điểm hiện nay và thời gian sắp tới, Thủ tướng khuyến cáo người dân nên hạn chế tiếp xúc xã hội, ít di chuyển. Người dân, cán bộ đảng viên thay đổi phương thức sinh hoạt, làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm. Thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố biểu hiện nghi nhiễm SARS-CoV-2. Từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo, thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện, tạm dừng hoặc tổ chức hạn chế các hoạt động giao thông công cộng, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà. Học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2020. Các ngành chức năng xử lý nghiêm, kể cả áp dụng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm, không khai báo y tế, không thực hiện cách ly và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các đối tượng thông tin sai sự thật gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh và xâm phạm đến uy tín, dân chủ, dân phẩm của cá nhân.